Can từ năm 88 và nhận từ năm 2015 thì tham gia đội được 3 năm rồi, mong em tốt đẹp. Rồi, chào tất cả anh em nhé, mình Hiệp Hòa, mình sinh năm 89, mình tham gia đội cũng giống như những anh em từ những ngày đầu. Đấy, anh có vấn đề gì không hiểu hay có vấn đề gì trong đội mà khó khăn thì anh em có thể liên hệ với mình hoặc là ban luyện nhé. Tiếp theo là 90 là Hùng nè. Thôi, cứ theo tuổi. Mình chào cả, mình tên là Hùng, mình xem 90, mình quê Bắc Ninh. Mình tham gia đội bóng được gần 1 năm rồi, mong mọi giúp đỡ. 91 à, Hiroto. Chữ Hiroto. Hiroto です。日本語 しか できない。 大丈夫。お願いします。 Có đội có ai 92 không nhỉ? Có 92 thì mình lướt qua 93 thì có một rồi đúng không? Chào mọi người nhé, mình là Tuấn, mình xem 93, mình quê Bắc Ninh. Làm giúp đỡ, Yoroshiku. 94 nào. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phương, mình sinh năm 94, mình đến từ Bắc Giang. Tất cả mọi người giúp đỡ. Rồi. 95 hơi đông đấy. 95 thì bắt đầu từ Huy Quang. Chị Huy. Em chào mọi người nhé, em tên Huy, em sinh năm 95. Em tham gia đội được hơn 3 năm. Được Huy Ba La, người diễn quốc của Huy cũng biết sao. Rồi, Đức Thủ Ngôn nào. Chào mọi người, em tên Đức, sinh năm 95. Em mới tham gia được 2 hôm. Mọi người giúp đỡ. Kính nào? Chào các anh nhá, em tên là Kính, sinh năm 95, về Hà Nội. Rất mong mọi người giúp đỡ. Tiếp theo là hết 95 rồi đúng không? Em, lốt em. Mày ok em. Xin chào tất cả mọi người. Không lỡ giới thiệu chính nhau. Mình tên là Tùng, quê Hương Nghiên, sinh năm 95, sang Nhật từ 2015. Rất mong mọi người được. Rồi, Quyết à? Đi chào mọi người nha, em là Quyết, quê Bắc Linh, sang Nhật hồi tháng 4. Rất mong mọi người thắng giúp đỡ. Em sinh năm bao nhiêu em? Em 96 nhưng mà trong giấy khai sinh là 95. Kỳ quá. Đổi lẹ, Tiếp theo nào, ai 96 nữa nào? 96 còn là Duy nào? Mày sao nghe tháng 4 mình đang có Duy. Quê ở Hà Tây sinh năm 96. Anh em 97 tự đứng lên giới thiệu nhá. Anh 97 thì hơi đông. 97 nào? Em xin chào mọi người, em tên Tuấn, em quê ở Bắc Ninh. Em sang Nhật được hơn 2 năm rồi. Tiếp theo nào, 97 nào? Bắc Ninh Đồng Nam. Rồi, giờ sao? Tới em 96. Mà 96 sao mà không khóc lên? Em chưa kịp nói, anh nói. Thế nói. Chào em nhé, mình là Tân, mình ở Nha Trang. Mình năm 96, qua Nhật được 3 năm rồi, mời giúp đỡ. 97 còn ai không? Rồi. Em tên Nguyên, em năm 97, em qua Nhật được 3 năm rồi. Em mới đến đầu tiên, không có người giúp đỡ. Ok. Hết 97 chưa? Đây đây đây. Em tên em 95 mà. Thiền em sinh năm 97 đến từ Thanh Hóa. Một người lớn. Mày mày hôm trước mày bán đội. Này là trong giấy khai sinh 97 nhưng mà 98. Nhưng mà thua rồi, không có nói nhiều. Ok nào, 98 nào. 98. Rồi 98. Em 97 lốt. Lại em cũng 97 á. nhanh nào nhanh có. Chào mọi người, em là Hoàng, xem 97. Em tham gia đội đó từ năm 2018, nghỉ 6 tháng dưỡng thương. Bây giờ em quay lại đội, mong mọi người giúp đỡ. 98 nào? 98 ai đầu tiên nào? Đầu tàu có lớp 98 nào? Thanh nào? Thôi em thôi. Thanh em đi. Chào tất cả mọi người, em là con sinh năm 98 quê Thanh Hóa. Em sang Nhật được 2 năm. Hôm nay là hôm đầu tiên tham gia đội, rất mong được chữ. Rồi, chào em. Tiếp theo, 98. 98 còn ai không? 98 còn ai không? Còn em. Bây giờ ta đi. Mày. Em tên Đường, em sinh năm 98. Quê em Nam Định. Giờ em sang Nhật được mấy tháng. Mong các anh giúp đỡ. Có anh ơi. Anh em giúp đỡ. Hết 98, hết 99 nào. Em đây. Xin chào các anh, em tên là Tuấn, em sinh năm 99, em tham gia đội bóng được gần 1 năm rồi. Mong các anh giúp đỡ. Hết 98 chưa? 99 nào? 99 rồi anh. 99 không? Hết 99. Em hút anh ạ. Thế thì 2000 nào? Anh 99 không? 99 rồi anh. Đây, anh 99 à? 99 đây. Rồi em chào người, em tên Hướng. Sinh năm 2000, em quê Hải Dương. Em mới sang nhà từ tháng 9. Mới hôm đỡ. 2 người. Ôi là không có ai
2000. 2000 đây rồi, từ từ. Vẫn to lên em, đặt chai cho to lên. Rồi kiểm tra nào. 2000 tiếp. 2000 nào, 2k nào. 2000 chưa được tuổi. Hải Dương. Vừa ai vừa bảo Hải Dương. Hết 2000 chưa? Tiếp theo là 201 nào. Em hút. Có bắt được đấy. Bắc Linh có đánh người. Hải Dương đông phết đấy. Con thằng tí ở đâu rồi nhỉ? Đó, anh rất kèo rồi.